một số cuộc thoại hàng ngày dùng thể thông thường. Ice cream taberu? Ừm, taberu. Ừm, tabenai. Bạn ăn kem không? Ừm, mình có ăn. Không, mình không ăn đâu. Trong câu nghi vấn của thể thường, trợ từ cá ở cuối câu thường được lược bỏ và từ cuối cùng của câu sẽ được đọc với giọng cao hơn. Trợ từ ố, gá có thể được lược bỏ nếu ý nghĩa được hiểu rõ trong văn cảnh. Tuy nhiên, ở các trợ từ ní, đế, cà đà, ma đề, tộ thì không được lược bỏ vì nếu lược bỏ thì câu sẽ không rõ nghĩa. Hay, iye trong thể thường sẽ là ưn và ưn. Ashita hima? Ừm, hima. Hima da yo. Ngày mai bạn rảnh không? Có, tôi rảnh. Ừm, hima janai. Không, tôi không rảnh. Trong câu nghi vấn danh từ hoặc tính từ đuôi na thì da của thể des sẽ thường được lược bỏ. Trong câu trả lời ở thể khẳng định thì da cũng thường được lược bỏ. Kuruma o motteru? Ừm, motteru. Bạn có xe ô tô không? Có, tôi có. Ừm, mottenai. Không, tôi không có. Khi nói thể thường thì i trong mẫu câu veteiru có thể được lược bỏ. Nihon no benkyou wa dou? Muzukashi kedo omoshiroi. Tiếng Nhật thì thế nào? Khó nhưng mà thú vị. Kedo có nghĩa giống gà, đã học trong bài 8.